niệm Phật. Quý vị xem, thánh chúng niệm Phật liên tục cũng không gián đoạn. Tức là nòng cốt của bổn nguyện Phật A-di-đà. Phật A-di-đà dùng phương pháp này khiến cho tất cả tạp niệm trong tâm, ý niệm bất thiện, dùng phương pháp này để quét sạch nó. Khi không có việc gì, đừng nghĩ gì khác, nghĩ đến giáo huấn trong kinh điển. Không nghĩ đến giáo huấn trong kinh điển thì niệm A-di-đà Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu không nghĩ đến giáo huấn trong kinh, lại không niệm Phật, sẽ suy nghĩ bậy bạ, suy nghĩ lung tung, thường xảy ra nhiều điều không hay. Đừng để ta sanh khởi tạp niệm. Phương pháp này cực kỳ hay, luôn luôn duy trì được tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm giác của chúng ta chính là thanh tịnh bình đẳng giác trên đề kinh này. Đây là chân tâm lập bổn thiện, là tâm Phật. Mãi mãi giữ thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu dùng tam học giới định tuệ, thanh tịnh là giới, trì giới được tâm thanh tịnh, bình đẳng là định. Không bình đẳng chắc chắn không đạt được định. Có giới có định liền khai trí tuệ, bên dưới giác là trí tuệ khai. Sao họ lại làm sai việc được? Phương pháp này rất hay, rất dễ học, không khó, mọi người đều có.